Dân mạng Campuchia nói gì khi thấy UAV lạ xâm nhập gần biên giới Việt Nam? Các bạn thân mến, có lẽ mấy ngày qua, một số người đã biết về thông tin bất thường đang diễn ra ở khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia. Sau một loạt ồn ào, thì mới đây vào ngày 29 tháng 6, tờ Khmer Times đã đăng tải một bài viết có tiêu đề như sau. Âm mưu thâm độc, Thủ tướng nghi ngờ có nước thứ ba đứng sau vụ máy bay không người lái xâm nhập gần biên giới Việt Nam. Tác giả viết, Thủ tướng Hun Sen cho rằng có nước thứ ba sau những máy bay không người lái bay qua lãnh thổ Campuchia ở gần biên giới Việt Nam và cho biết ông sẽ khiếu nại hành động này lên Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cũng đã bày tỏ sự tức giận vì quân đội đã không hành động ngay từ khi phát hiện và ngay sau đó Thủ tướng Hun Sen đã treo thưởng 200.000 đô la cho bất kỳ đơn vị quân đội nào bắn hạ được một máy bay không người lái. Trong cuộc họp với 18.300 công nhân may mặc tại quận Bo Sen Chay, Phnom Penh sáng ngày hôm qua, ông Hun Sen nói, tôi tự hỏi liệu tất cả những chiếc máy bay không người lái này có thuộc về một quốc gia nước ngoài nào hay không, nhưng tôi sẽ không tiết lộ tên. Tôi tin rằng chúng đang được phóng từ một con tàu gần đó. Tôi sẽ thưởng 200.000 đô la cho bất kỳ đơn vị quân đội nào có thể bắn hạ một máy bay không người lái để chúng tôi có thể tìm ra nó thuộc về quốc gia nào. Ông Hun Sen nói thêm rằng, chính phủ Campuchia đang cảnh báo quốc gia nước ngoài có liên quan đến vụ máy bay không người lái bay vào không phận Campuchia rằng họ sẽ đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc và cho rằng đây là dấu hiệu xâm lược nghiêm trọng chống lại chủ quyền của vương quốc. Ông Hun Sen cảnh báo Bộ Quốc phòng thực hiện mệnh lệnh của ông được ban hành ngày hôm qua, đó là hãy bắn hạ các máy bay không người lái và đặt câu hỏi tại sao quân đội vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Ông Hun Sen nói, tôi cảnh báo Bộ Quốc phòng hãy hành động ngay lập tức và bắn hạ các máy bay không người lái vào tối và đêm nay. Nếu bạn không bắn hạ nó ngay lập tức, sẽ có một số đơn vị gặp rắc rối lớn. Thủ tướng nói rằng ông đã xem các video từ phương tiện truyền thông địa phương cho thấy một số máy bay không người lái bay qua tỉnh Mondulkiri, nhưng các sĩ quan quân đội được cử đến biên giới hôm qua đã không bắn hạ bất kỳ chiếc nào. Ông Hun Sen lưu ý rằng các lực lượng vũ trang đã có một số súng máy phòng không và cho biết họ thậm chí có thể sử dụng 1 đến 2 triệu quả đạn để hạ gục máy bay không người lái. Nếu RCAF cần hơn 10.000 binh sĩ để thực hiện nhiệm vụ, ông sẽ đồng ý vì đó là bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông Hun Sen lưu ý rằng chính phủ Việt Nam đã thông báo cho chính phủ Campuchia rằng các máy bay không người lái bất hợp pháp không thuộc sở hữu của họ và họ không tham gia vào việc triển khai UAV này. Đó là chia sẻ của tờ Khmer Times. Điều đó cho thấy ông Hun Sen đang nghi ngờ một nước thứ ba cố tình vu khống cho Việt Nam. Ông xem đây là một thủ đoạn thâm độc để chia rẽ quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia. Đó là bình luận từ báo chí và chính phủ Campuchia. Thông tin này ngay sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Rất nhiều tờ báo lớn và người dùng Campuchia đã đưa ra quan điểm của họ về vấn đề này. Vậy họ đã nói gì? Thì Bang Sao 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé! Người lãnh đạo đất nước cũng giống như người lái xe, phải hiểu nguyên nhân xe hỏng và biết cách sửa xe hỏng chứ không phải không biết gì. Dù sao thì chuyện máy bay không người lái này, đây có thể là do phiến quân hoặc chỉ là một trò chơi của Việt Nam được chuẩn bị như một cái cớ để tiêu diệt Campuchia. Trên thực tế, nếu quân đội giỏi trong việc bắn hạ máy bay không người lái thì không cần phải gửi nhiều quân đội như vậy, bởi vì việc bắn hạ chúng chỉ cần sử dụng một đội quân lành nghề, chỉ cần 30 hoặc 50 người có thể bắn hạ nó. Nếu những máy bay đó là của Việt Nam thì họ sẽ phải chịu trừng phạt vì hành động này. Lại nữa à? Cứ gần ngày bầu cử sẽ có một vấn đề gì đó xảy ra. 5 năm diễn ra một lần, tôi hóng quá cả nhà ơi, không biết lần này có giống như những lần trước không? Tôi nhớ khi cuộc bầu cử gần đến sẽ luôn có một sự kiện nào đó, ví dụ như sự kiện tranh chấp biên giới Campuchia-Lào chẳng hạn. Chuyện này cũ quá, có chuyện gì mới để hóng nữa không? Tôi đang tự hỏi, những lực lượng đóng quân ở gần biên giới không đủ vũ khí để bắn hạ nó hay sao? Tại sao cứ phải cử thêm quân đội và vũ khí đến đó? Đó chỉ là một chiếc máy bay không người lái. Nếu có vấn đề lớn xảy ra thì phải làm sao? Liệu có kịp nữa không? Tôi không hiểu quân đội Campuchia đang làm cái gì vậy. Kiếm 200.000 đô la thật dễ dàng, chỉ cần chờ cho những máy bay đó hết pin, nó sẽ tự động rơi xuống. Cần gì vũ khí hiện đại? Đây là thời gian nhạy cảm. Các phe đối lập đang cố giành nhau lá phiếu và đang tìm đủ mọi chiêu trò để hạ bệ đối thủ. Tôi đã quen với sân khấu kịch này rồi. Bầu cử gần đến thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuẩn bị đi bỏ phiếu thôi nào. Cứ gần ngày bầu cử là có kịch hay để xem. Điều quân đến nơi thì những máy bay đó cũng đã trở về vị trí an toàn rồi. Chúng đang xâm lược lãnh thổ của nước ta, quân đội đang đi bảo vệ. Tại sao lại có những người lại cười vào mặt quân đội như thế? Đây rõ ràng là do một đảng đối lập nào đó cố tình tạo ra sự việc lần này.
mục đích là muốn đổ lỗi cho Việt Nam và hạ bệ ông Hun Sen để kiếm phiếu trong ngày bầu cử sắp đến. Những chuyện này đã quen thuộc đối với tôi, không có gì phải ngạc nhiên. Mời cả nhà cùng đón xem một bộ phim đang khởi chiếu ngay lúc này. Nếu đúng máy bay không người lái Việt Nam bay vào lãnh thổ Campuchia thì phải bắn hạ ngay lập tức chứ. Lúc này mới cử quân đội đến thì người điều khiển máy bay đó đã về ngủ được một giấc rồi. Tôi sợ chúng ta sẽ giống như Nga và Ukraine vì họ nói đến để bảo vệ những người sống ở Campuchia. Tôi khó hiểu với một số người có thái độ cười nhạo với sự việc nghiêm trọng này. Là công dân, chúng ta nên ăn mừng và tự hào về ý chí bảo vệ đất nước của chúng ta, đặc biệt là tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người tối cao. Tôi thắc mắc tại sao chỉ có vài chiếc máy bay không người lái thôi thì cần gì đến quân đội hỗ trợ. Tôi chỉ cần nỏ cao su cũng có thể bắn hạ được. Kịch này đang còn hay ở phía trước. Ở nước khác, họ mang giày ném cũng có thể làm rơi nó. Bắn máy bay không người lái xâm lấn, hãy học theo Israel. Chúng ta cần chuẩn bị đưa hệ thống phòng không ở biên giới. Cứ thấy vật thể bay không xác định sang là bắn, chứ không phải để máy bay lượn vài vòng rồi mới phát lệnh bắn. Tại sao quân đội không di chuyển vào ban đêm? Sao lại di chuyển vào ban ngày? Không có bí mật gì hết, như vậy kẻ thù sẽ biết mọi hành động của ta. Chỉ có một máy bay không người lái mà cần rất nhiều binh sĩ và vũ khí, ôi trời ơi! Tại sao người Khmer luôn xem thường bản thân người Khmer? Tại sao chúng ta lại không đoàn kết? Đáng lẽ ra chúng ta phải lên án hành động này của kẻ địch, nhưng đa phần là cười nhạo và không mấy quan tâm. Rừng lớn và nhà rộng lớn có thể biến mất chỉ vì một cái cần cầu, nên đừng xem thường những điều nhỏ nhặt như thế này. Đây là vấn đề an ninh quốc gia, xin đừng lấy ra đùa cợt. Cùng chung sống trong một quốc gia, chúng ta phải đoàn kết vì đất nước, chuyện chính trị nên gác sang một bên. Tôi không sợ máy bay không người lái, tôi chỉ sợ bây giờ có rất nhiều người Trung Quốc đang sống ở Campuchia và kinh doanh phi pháp. Tôi tự hỏi, nếu có một ngày máy bay không người lái mà sử dụng 500 quân nhân và 200 vũ khí để bắn hạ nó, nếu nó đến 1.000 hay 5.000 chiếc thì chúng ta phải làm sao? Trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng đã đưa quân đội sang biên giới Lào, đã đến nơi và không bắn nhau gì cả, lần này cũng vậy. Mọi người có nghĩ đó là máy bay của Việt Nam không? Thật khó để biết được chiếc máy bay đó là của ai. Tôi thật sự muốn xem loại máy bay không người lái bay vào Campuchia. Nó như thế nào? Nó có thật sự nguy hiểm như truyền thông đưa tin không? Đó là một số bình luận của netizen Campuchia. Ngoài ra còn rất nhiều bình luận khác nữa, đa số đều giống như những bình luận phía trên. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.